Chào anh em á, đây là cái mấy cái hộp mà mấy cái cây mình nuôi cua đó. Thì hôm nay mình sẽ rửa mấy cái này để sẵn mình quay clip cho anh em coi luôn ha. Thì đây là những cái cây nuôi cua nè, không? Đây cây nuôi cua mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn xem. À, như vậy nó sẽ có một cái ngày tốt nè, không? Nắp. Rồi trong đây nó sẽ có một cái còi canh nước ha. Còn canh nước để có khoảng 60 để khi nước ở trên này nó tràn ở đây nó sẽ chạy xuống đây ha, chạy xuống cái cội này là chạy xuống ngay dưới ha. Rồi thì cái mặt trong này mình làm bằng alu ha, alu sau đó mình che keo. Rồi ở dưới á thì mình gắn cho nó một cái viền cũng alu luôn. Rồi mình làm cái chốt này nè, khi thì cái chốt này có chức năng là giữ cái nắp này nè. Cái nắp này đừng có chạy xuống dưới thế này á, cái gờ này nè, để chúng ta gắn lên trên cái nắp này nè, gắn lên trên cái đầu này nè, nó sẽ gài cho gài những cái thùng này nè, nó khích lại nhau làm cho cái thùng mình nó vững hơn nha, không có bị hư nha. Đây hôm nay mình sẽ rửa sạch hết trơn mấy cái này để mình vô cái quy trình mới lại. Cái quy trình trước mình nuôi xong rồi, bây giờ mình sẽ xử lý lại. Để mình có ảnh thì mình sẽ làm cái clip chuyện làm cái hộp này chi tiết hơn. Đây là cái hộp mình đã sử dụng xong. Sau khi sử dụng xong mình chùi sạch sẽ thì nó cũng bình thường như cũ ha. Rồi. Các bạn thấy không? Thì luôn thời gian dài cuối nó đóng rồi. Cuối nó đóng cái nào cũng dữ dằn luôn. Mình xin vệ sinh hết. Xin hết tất cả. Xin cái là sạch trơn luôn á, đâu có gì đâu. Chỉ xin là mình nuôi kiểu này biết nào mà hư ba cái này, thấy không? Sao không? Bây giờ cái đó mình cắm cái này sạch trơn.